Hai các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã lại tiếp tục đến với VW của mình. Và mình là Vũ các bạn ơi. Được rồi các bạn ơi. Thì mới đây Liên Quân lại tiếp tục ra tiếp một cái trang phục phiên bản mới các bạn ạ. Thì hồi trước là mình cũng đã test cho các bạn là trang phục Nakaroth Producer tia chớp đúng không? Nhưng mà không chỉ mỗi trang phục của Nakaroth mà chúng ta sẽ có thêm một cái nhân vật nữa mà ở trong cái sự kiện này này các bạn này. Đây, cái sự kiện nhạc gì nhỉ? Nói chung là cái sự kiện mà phiên bản đây này này, này các bạn thấy không? Đấy. Thì khi mà các bạn nhìn đây đấy thì chúng ta sẽ có một cái trang phục Nakaroth và người bên cạnh này đó chính là Butterfly các bạn ạ. Thì hiện tại ấy, là Liên Quân cũng đã ra mắt được cái trang phục Butterfly rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ test và mình trải nghiệm thử cho bạn xem. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trước đó chính là màn xuất hiện của trang phục Butterfly Rocker siêu đẳng các bạn đấy. Thì trang phục này nó sẽ có tên là Rocker siêu đẳng nha các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem rồi này. Đâu nhỉ? Đây. Ok. Và đây sẽ là trang phục mới của Butterfly Rocker siêu đẳng các bạn ơi. Ôi, nhìn xinh nhỉ, nhìn đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Phiên bản cầm gãy đàn kìa. Uầy, để mình mở nhạc to tí để mình... chữ V kìa. Ê các bạn thấy chữ V đằng sau không? Trời ơi, ê, có khi nào Butterfly là fan của mình không? Ấy, ở ngay sau tường có ngay cái có chữ Vũ kìa. Chữ V là chữ Vũ kìa mình chứ còn gì nữa đúng không? Ghê, nhạc nhủng các thứ. Ê. Mà đạp xuống đất một cái là bắt đầu là có mấy cái đường dây led nổi lên kìa. Các thứ kìa, đỉnh chưa các bạn ơi. Và đây sẽ là vũ khí, cái kiếm nha các bạn. Tính là cái kiếm đẹp nha. Mình đánh giá cái kiếm của trang phục Butterfly đẹp ấy. Xong rồi còn cái đàn đây. Đây sẽ là cái cây đàn của Butterfly này. Tính ra là mình mà nhìn thế này ấy, mình tưởng là cây kem đánh răng các bạn ạ. Nhìn tưởng cái bàn chải chứ đúng không? Mình nhìn đi chắc cái bàn chải đánh răng luôn ấy. Ê, nhưng mà đánh giá mình là đẹp nhá. Tổng thể thì trang phục này đẹp phết ấy. Và cái mác của trang phục này hình như là bậc gì nhỉ các bạn nhỉ? SS. Nhưng mà đây là bậc SS phiên bản mới luôn nha, chứ không phải là bậc SS phiên bản cũ bình thường nha các bạn. Được rồi, thì đương nhiên ngày hôm nay mình sẽ test và mình sẽ leo rank và chơi cùng với cái trang phục Butterfly Rocker siêu đẳng này các bạn ạ. Hồi trước mình tưởng 3S cơ, thì ra trang phục này chỉ là 2S thôi, tức là chắc là phải chờ sang đợt nữa nó sẽ ra tiếp một cái trang phục bậc 3S các bạn ạ. Công nhận trang phục này đúng à, đâu cái con tứ này đúng kiểu con cưng luôn đấy. À mà quên, còn thêm một cái nữa các bạn ạ, chắc là ngày hôm nay mình sẽ test luôn cái trang phục mới, đó chính là trang phục mới của Dolia các bạn ạ. Mặc dù là vị tướng cũng vừa mới ra mắt thôi, thì hiện tại là cũng có thêm một cái trang phục mới, đó chính là Dolia Hoa Tiêu Đại Dương các bạn ạ. Đấy, thì tí nữa mình sẽ test luôn cả cái trang phục Hoa Tiêu Đại Dương này cho các bạn xem luôn nhá. Ê, nhưng mà xinh nhỏ, công nhận Dolia nhìn đúng đỉnh các bạn ơi. Đây, nhìn đẹp dã man ra luôn ấy. Còn đi chân đất giống Sinetia nhỉ, tính ra là hai chị em này hợp nhau ấy. Đi chơi không cần phải đi dép, đi giày gì cả các bạn ạ. Được rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên nhá. Đấy, thì mình sẽ trải nghiệm cái trang phục Rocker siêu đẳng Butterfly này. Đấy, và để xem coi là liệu rằng trang phục này nó có thật sự là nó xứng đáng với bậc S hay không nhá các bạn. Phiên bản cây nhà lá vườn luôn nha. Ê, hình như là mình vừa đọc được cái chat của ông Aster, ông chat là Batman đâu đúng không anh em? Vừa nãy mình vừa đọc ấy, hình như anh này bỏ game hơi lâu. Mình đánh giá là bạn Aster này hình như bỏ game hơi lâu đấy các bạn ơi. Thề luôn. Đấy các bạn ơi, và đây sẽ là cái ngoại hình của trang phục Butter. Ui đẹp nhỏ. Ê, sao mình có cảm giác là cái kiếm nó to hơn bình thường thì phải đúng không? Này các bạn nhìn này. Mình có cảm giác là cái kiếm nó to hơn mấy cái kiếm của trang phục khác ấy. Thề. Ui kiếm to nhỉ. Chém này. Ui hiệu ứng nhờ. Ui vãi trưởng thật. Chiêu hai thế nào đấy? Trời ơi, ê. Hiệu ứng nhìn đúng đỉnh luôn ấy. Ê được nha. Ui đẹp phết các bạn ơi. Từ để mình xài chiêu. Ok, giờ chiêu một thế nào đây? Ê, hiệu ứng nhìn đúng đậm luôn ấy. Thề. Mình phải công nhận các bạn là cái hiệu ứng ấy nhìn đúng đậm luôn. Thế nên là mình nghĩ là trang phục này đẹp đấy. Mình chưa xài. Ê, tính ra là mình chưa xài chiêu cuối nha. Mà mình có cảm giác chiêu 2 với lại chiêu 1 của trang phục này ấy. Đúng to luôn các bạn ơi. To dã man luôn đó. Trông hình như ủa Gì đấy. Trời ơi vãi nồi dám qua cấp rừng luôn hả? Mày liều. Ủa nhưng mà đẹp thật. Ê, tính ra là đánh giá mình trang phục đẹp lắm luôn ấy. Ngoại hình nhá, mình là một người rất là khắt khe các bạn ạ. Nếu như mà một trang phục nào mà nó lỏ như nào ấy, mình sẽ tự đánh giá như nào, mình tự chê, mình tự nói các bạn ạ. Nhưng mà trang phục này đẹp thật. Bởi vì là mình cũng không, bởi vì cái trang phục của Butter các bạn biết rồi, là bây giờ trang phục đẹp nhất là cái trang phục mà Phượng Cửu Thiên đúng không? Nhưng mà mình cũng cảm giác trang phục này cũng xịn đấy, xịn dã man. Nhưng mà đẹp vãi. Từ. Ây da, vãi nổi ui. Ủa mình vừa làm gì pha đấy với các bạn? Không sao, nháp tí. Pha đấy hơi ngáo nha, nháp nha, coi như nháp nha. Các bạn tin là mình gỡ lại mạng của Triệu Vân này không? Các bạn tin không? Ủa nó làm cái gì vậy? Ơ tự nhiên mình gỡ lại được mạng rồi này, nó làm cái gì vậy?
Đây này các bạn xem này. Đó các bạn nghe không? Các bạn nghe thấy mà đúng không? Đấy. Khi mà mình ấn tí ấy thì nó sẽ có nghe hiệu ứng kỹ năng của trang phục này ấy, rất là đẹp các bạn ạ. Rồi, đi rồi đấy. Hai. Ui đẹp dã man các bạn ơi. Ui đẹp vãi. Trời ơi. Gõ 30 luôn các bạn ạ. Ê tính ra phê vãi. Mình thấy các bạn luôn cứ mỗi lần mà mình xài ulti ấy thì nó sẽ nghe tiếng nhạc rock nha, giống như kiểu trang phục Booster Cửu Thiên ấy. Booster Cửu Thiên khi mà chúng ta ulti ấy thì tiếng nghe tiếng con phượng hoàng đúng không? Còn trang phục này thì khi mà chúng ta xài ulti ấy thì nó nghe tiếng nhạc rock các bạn ạ. Ê đánh nhau một tí không? Pha này đánh nhau hay này, mình đánh nhau được ấy. Pha này đánh nhau được đấy. Đừng nằm không? Đi học kêu không? Ui, đánh gánh tim liên tục luôn. Chắc tại là mình đang ở rank kim cương ấy, thế nên là bây giờ là mấy bạn này đánh khủng đánh điên rồi. Chắc tí nữa mình sẽ ghép kênh thế giới các bạn ơi. Tầm này thì đánh là chắc là review skin trước đi. Chứ bây giờ game dễ quá. Game là dễ các bạn ơi. Ui mà đẹp thật. Thế đẹp dã man. Ấn đi này. Các bạn thấy ấn đi không? Vãi nồi, bậc cái đét như này là đáng đồng tiền đó. Các bạn tin là trận này mình làm được một pha mega kill không? Bởi vì sao? Bởi vì trận này mình gặp biết thêm bạn giống kiểu là không, nói chung là đúng chất rank kim cương ấy, thế nên là cũng không trách được. Chắc là tí nữa mình sẽ rủ thêm ai kiểu trên rank cao thủ hay gì đấy đánh tem 5 các bạn ạ. Để mình có thể ghép vô mấy ông dễ chơi hơn nha. Cái tầm này kiểu toàn mấy bạn rank thấp ấy. Thế nên là người ta đánh thế này là cũng không kỹ năng lắm các bạn ạ. Vậy nên là tí nữa nhá. Để tí nữa. Ui nhưng mà thề chơi đúng đã luôn đấy các bạn ơi. Các bạn thấy không? Mình mega kill luôn này các bạn xem này. Để tí nữa mình làm pha mega kill cho bạn xem nhá. Ôi win đi. Ơ tính ra. Ê tính ra là mình còn chưa test cái biến về cho bạn xem luôn đi. Ui biến về kìa vãi. Ui các bạn thấy mình biến về không? Ây da. Ui thế nhưng mà cái biến về đẹp vãi. Ê các bạn vừa thấy cái pha biến về đi không? Ê mình tính ra nhá, mình phải nói có thật là mình là một người chơi review skin rất là nhiều rồi. Có sao mình nói vậy? Nếu mà mình nói thật các bạn là mình đánh giá thì trang phục này phải là bậc SS hữu hạn. Cái này là bậc tăng mới của bên chỗ Butterfly nha các bạn, bậc SS. Nhưng mà mình đánh giá mình ấy thì trang phục này phải tầm giá là ngang SS hữu hạn đấy các bạn ạ. Bởi vì rất là đẹp. Mình vừa test cái biến về xong mình hú hồn luôn đấy, mặc dù là mình chưa nhấn hết biến về nha các bạn. Hiệu ứng nhìn đúng đỉnh luôn đấy. Này các bạn xem này, mình làm pha mega kill nhá. Này xem làm pha mega kill này. Từ từ nhá. Này. Làm pha mega kill này. Làm mega kill dữ chưa? Làm mega kill dữ chưa? Rồi, thằng Triệu Vân này vừa nãy nó đấm mình hơi nhiều các bạn ơi. Anh chàng Triệu Vân này nãy đấm mình hơi nhiều các bạn ơi. Ê nhưng mà chắc là bây giờ mình test thử một cái biến về cho bạn xem nhá. Đây, để mình test một cái biến về cho bạn xem đi. Ui nhìn biến về kìa. Ê tính ra mình để ý nhá, là cái biến về này y chang cái biến về của Florentino gì mà bên chỗ S Dreamer các bạn ạ. Nhưng mà biến về của Florentino ấy tuổi bằng trang phục này luôn. Đúng là trang phục này phiên bản là cũng đứng ở nơi sân khấu nhưng mà phiên bản nâng cấp ấy các bạn. Thế đẹp vãi. Này các bạn xem này. Đây để mình nhấn full biến về cho bạn xem nhá. Đây. Biến về thì nó sẽ có hiện cái chữ mà Butterfly Rock các bạn thấy không? Có thêm một cái chữ rock nữa nhờ. Ê nhưng mà đẹp điên nhỉ. Ui nó đẹp. Đẹp vãi. Này kiếm mega kill này, kiếm mega kill này. Ấy da không được rồi. Tôi chắc mình win các bạn ơi. Nhưng mà cứ ăn thêm vài mạng nữa đi. Trời ơi, 20 mạng không? Ui nhưng mà cái biến về đẹp vãi. Các bạn thấy cái biến về không? Biến về đỉnh da man. Mình cực kỳ thích cái biến về nhá. Ê để bây giờ chắc là mình một là mình ghép kênh thế giới, hai là mình sẽ rủ tem đánh tem 5 để gặp để ghép với các cao thủ nhá các bạn. Kiểu đánh thế này thì đánh nó hơi dễ quá, thế nên mình sẽ ghép vô kênh thế giới để xem coi ai biết mình nữa không nhá. Ok nhá. Ok các bạn ơi, đấy thì cũng ở sang trận đấu kế tiếp nhá. Thì ở trận đấu kế tiếp là mình đã mà rủ được một bạn chơi chung đấy, thế nên là mà trận này mình nghĩ là nó sẽ cao hơn, trình cao hơn một chút xíu. Chứ vừa nãy ấy, kiểu mình đánh rank kim cương ấy, cũng coi như trận đấy chắc là mình test skin thôi, đánh cũng không có kỹ năng mấy các bạn ạ.
Vậy nên là trận này mình sẽ kiểu như là rủ một bạn chơi chung để có thể đánh căng một chút xíu nha các bạn ơi. Tính rủ bạn ấy chơi Ellen ấy, mà bạn ấy chắc không biết chơi Ellen các bạn ạ. Mình tính cầm con Ellen kết hợp cùng với Butterfly như nào nhưng mà chắc không được. Ê mà tính là mình nhớ là thường Butter ra trang phục gì ấy thì Ellen cũng sẽ ra nha. Thế nên mình nghĩ khả năng cao là cái trang phục rocker siêu đẳng đấy thì khả năng cao là về sau Ellen cũng sẽ có một cái trang phục ấy, đoán thế đó. Chào mừng đến bây giờ mình vẫn cực kỳ thích cái kiếm của trang phục Butter này nha các bạn. Thề cái kiếm đúng dài luôn, kiếm siêu dài luôn ấy. Cứ nhìn lại là cứ để cái kiếm của trang phục đấy nhá, kiếm trang phục đẹp điên. Thấy chưa? Đến cả trả lốt kêu đẹp mà các bạn, mà trang phục đẹp thật. Mình đánh giá trang phục đẹp thật các bạn ạ. Đẹp không hề xấu nhá. Ảnh lên lâu ác. Mình phải canh lính mít cho ảnh luôn đấy. Mệt thật sự. Ôi, thằng này bị điên rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó bị điên rồi. Ôi, tem tôi đâu? Ui, tát kiểu gì vậy? Trời ơi, con Nata còn đứng rình đấy chứ. Ôi, nó bị ngáo rồi các bạn ạ. Rồi sao nữa? Từ từ, coi chừng nó xài chiêu các bạn ơi. Rồi, nó đi rồi đó. Đi chắc rồi. Người đi làm mình các bạn ạ. Người đi làm mình không phải nó. À, có thằng Na kìa cay chưa? Mấy anh trai này Ủa? Vai mất blue luôn nè. À, cay chưa kìa. À, năn blue của mình không rồi các bạn. Cay chưa? À, thằng nào cũng chạy được kìa. Ê, trận này chỉ đúng cay luôn đó. Nó chấp trụ này. Nó chấp trụ này đó, biết ngay mà. Ui, vai còn tí máu kìa, đen thế. Ui, các bạn thấy không, còn tí máu luôn ấy. Trời ơi, phải cái pha đấy mình mà giết được thằng Yudu mình hồi nhảy là ngon rồi. À, đầu game thọt quá, mất rừng, mất quái, mất tùm lum tờ lưa luôn. Ui, tính ra là bây giờ mình thọt lắm luôn ấy, mình cần phải farm các bạn ơi. Đánh nhau không được. Làm gì cũng không xong. Ui, nhưng mà ê, tính ra là kể cả trận này mình phế nhưng mà mình vẫn đánh giá cái trang phục này đẹp quá các bạn ơi. Nhưng mà cần phải làm gì đấy xanh xanh nhá, cần phải thể hiện trận đấu này ấy. Chứ cầm con Booster skin đẹp thế này mà đánh lỏ thế này là ẩu rồi. Rồi tem vứt len luôn kìa, tem không ai về luôn. 10 điểm. Nhưng mà pha này không? Nhưng mà pha này không? Tem đâu? Đấm lẹ lên trời ơi. Pha đấy mình mà chết là có khi là mình chửi tem nó có thật các bạn ạ. Đúng là không nên nói team nhưng mà nhiều khi thề pha đấy thấy tem mình mới chơi chứ. Đây này. Ui, nó băng xương. Trời ơi, tí nữa thì đi các bạn ơi. Hên chưa? Nó lướt không? Nó dám lướt không? Ờ, mình tưởng nó dám lướt. Nó một lướt pha đây mình đấm nó đấy. Đi. Thằng nào nữa ra đây? Thằng nào nữa ra đây? Tới giờ anh Vũ thể hiện thôi. Láo với chúng tôi. Các bạn thấy pha ao nhây của mình không? Ui, pha đấy mình outplay đúng hay luôn ấy. Đấy, đã chơi skin xin là phải như này các bạn ạ. Rồi, tem ăn bùa kệ gì kệ đi, miễn sao mình xanh là được. Oh my god, nó lag. Ui, mỗi lần mà mình boost anti lên ấy, các bạn thấy mình bị sụt FPS kinh không? Đó, rồi cuối cùng ai là người đi rừng các bạn? Đấy. Tính ra là mình đâu muốn chửi team đâu, mà cứ gặp mấy thành phần như này thì làm sao mình nhìn được các bạn? Đi rừng mà bị cướp rừng này cay lắm. Vừa đấy mình đầu game mình phế là đây, mấy thanh niên này. Ăn nhà à đâu, quái lính thì không ăn đâu. Toàn ăn quái của mình thôi. Ủa, nhưng mà cái gì vậy? Ủa? Vãi nồi. 2v5 à? What the hell? Trời ơi. Cháy. Cháy. Vãi nồi, mình còn sống các bạn ơi. Vãi nồi, anh Vũ còn sống này mình ý. Trời ơi, vãi nồi. Ê, tính ra là từ nay cho các bạn ý không? Mấy pha mà mình chuẩn bị nằm xuống ấy, mình toàn ao nhây tên bạn nhờ. Thế đúng đã luôn.
Ôi mà trang phục nhìn đúng lác luôn ấy. Nhiều khi mình còn tưởng cái mác trang phục này phải bậc SS thiếu hạn hoặc là bậc 3S đấy. À, cái trang phục gì mà nhìn đau đầu điên. Trời ơi, biến về đúng đỉnh các bạn ơi. Ui, biến về này Florentino tuổi tôm luôn. Ui, bắn xong rồi mấy cái tên ở đâu, bắn pháo bóng các thứ nữa. Ghê vãi trưởng. Ui, có được hai mạng các bạn ơi, có được hai mạng thôi. Trời ơi, tem tôi. Ê, tính ra trận này tem mình như bốn, như, trận này có mỗi mình với lại chả lốt là xanh thôi các bạn ơi. Còn mấy ông kia chịu rồi. Ê, nhưng mà mình không ghét ông Rat với lại ông Iber nha. Mình ghét là mình ghét ông Phoenix này các bạn này. Đánh rất là kiểu đánh không bình thường nhá, không hay. Nhưng mà xong rồi ăn hết quái của mình cay. Mình cay là mình cay anh Phoenix này các bạn này. Ê, nếu mà bình thường anh ta farm các thứ ấy thì mình không chửi đâu, mình không ghét đâu. Vừa nãy các bạn thấy không, ăn cả bộ red, ăn cả blue của mình luôn mà trong khi mình đang rất là thọt nha. Ủa, thằng Na làm gì á? Ôi, nó chạy kìa. Mày đòi chạy này. Ủa rồi sao tôi không ăn được mạng nhỉ? Rồi ơi, từ một anh Vũ phiên bản 01 02 siêu phế thì bây giờ thành 12 đấy các bạn ơi. Các bạn thấy sức mạnh của nó chưa? Này này, bị biến về lên xem này. Ui, biến về này đúng to luôn ấy. Ui. Ui, biến về kìa. Biến về to dã man các bạn ạ. Trời ơi là trời ơi, ghê. Múa cái gì á? Múa cái gì á? Mấy ảnh múa cái gì các bạn? Được rồi các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ test cái trang phục mới của Dolia cho các bạn. Hoa tiêu đại dương gì nhá. Nhưng mà biết rồi đấy, các bạn biết tại sao mình đánh thường rồi đấy. Bởi vì là con tướng này auto cấm các bạn ạ. Vậy nên là chắc chắn là trận này mình sẽ test skin để cho các bạn cùng xem luôn nhá. Với lại là trận này mình được đi mid các bạn ạ. Đấy, mình sẽ cầm con Dolia đi mid để xem coi thử nó như thế nào nha các bạn. Trận này team mình pick cả Aya. Xong rồi, ê, ví dụ mà mình boost anti cho Aya được không nhỉ? Aya anti được 2 lần được mà đúng không? Ờ, vẫn được. Ui, may như cái đây là bậc tăng mới đúng không? Các bạn nhìn cái bậc tăng của trang phục Dolia hoa tiêu đại dương này, S Premium phiên bản siêu to khổng lồ này. Hồi giờ mình nhớ là chỉ có SS Premium thôi đúng không? Thì đây là bậc tăng đầu tiên thì phải. À đâu? Hình như là con trang phục Erin gì ấy nó cũng ra rồi. Ê, nhưng mà các bạn có để ý là mấy cái bậc tăng ấy, mấy cái bậc tăng của Liên Quân bây giờ toàn là mấy bậc tăng siêu to khổng lồ nhá. Mấy cái bậc tăng mới ấy, cả bậc SS vừa nãy mà mình chơi của trang phục Booster ấy cũng to nhá. Mà mấy cái bậc tăng hồi xưa các bạn thấy này, nhỏ cực kỳ nhỏ bé tí nhá, kể cả bậc S hữu hạn này cũng không. Đấy thì cái trang phục của Triệu Vân ấy nó cũng cùng bậc tăng với Dolia ấy. Nhưng mà mấy cái bậc tăng này giờ nhìn to nhở. Đây mày ní ơi. Thì đây sẽ là cái ngoại hình của trang phục Dolia nhá. Ê, tính ra nhìn đẹp nhở. Kiểu cảm giác ngoại hình nó cũng thay đổi này, từ một cái ngoại hình phiên bản màu xanh dương thì bây giờ chúng ta sẽ được có một cái ngoại hình của Dolia phiên bản màu vàng các bạn ơi, tóc vàng. Còn ở trong nước thì đấy, cái đuôi cá nó cũng chuyển sang màu vàng nhá các bạn. Ê, được nha. Còn chiêu thế nào đây? Chiêu chắc cũng là màu vàng quá. Ừ, chiêu cũng là màu vàng thật các bạn ơi. Ê, cũng là cấp 2 với nhau thôi. Cũng là cấp 1 với nhau thôi thì làm sao phải sợ. Tạt nước chơi này. Ồ. Ê, cái nước này chắc là phiên bản nước đục các bạn ạ. Phiên bản nước đục nhá. Ôi, nhưng mà nói nước đục thì cũng hơi kỳ. Mình sẽ gọi trang phục này là trang phục phiên bản nước nhưng mà không phải nước đại dương mà là nước phù sa các bạn ơi. Chiêu 2 thế nào đây? Ê, chiêu 2 nước cũng đục nhá. À không, nước này nước phù sa đi. Mình sẽ gọi là nước phù sa các bạn. Nói nước đục thì cũng hơi kỳ nhá. Mình sẽ gọi là nước đục nhá các bạn. Đấy, mình sẽ gọi trang phục này là nước đục nhá, được đấy. Đây rồi. Tạt nước. Bắn. Da nó tóc biến kìa. Cứu anh Vũ. Mày đòi ăn anh Vũ nhờn. Trời, các bạn thấy xịn sò chưa? Mình chơi là phải khắc bọt chứ các bạn. Ê, vừa nãy có người nhắn cho mình đúng không? Bảo là Vũ à đúng không? Để mình chat lại chứ chung thôi người ta bảo chảnh nữa. Ghê à. Anh Vũ tạt nước. Tạt nước chơi này, xài chiêu đẩy ra này. Tạt nước này xong rồi lui ra tiếp này. Trời ơi, sợ chưa. Ê, nhưng mà tính ra là trang phục này cũng đẹp vãi các bạn ạ.
Ê, ảnh tính chơi mình này, theo ơi. Theo ơi. Đấm nó. Đấm nó luôn, đúng rồi. Láo với anh Vũ. Trời ơi, tầm này con Dolia Dimit cũng mạnh như các bạn, đâu yếu đâu. Nó cũng bình thường các bạn ạ. Mà chẳng qua là được cái là ngoại hình ấy. Ngoại hình thay đổi nhìn khá là đẹp nha các bạn. Mình thích cái ngoại hình ấy. Ôi thằng Triệu Vân này nó phá rồi. Ui trận này đúng 4v5 nữa các bạn, thật. Trận này đúng 4v5 rồi đó. Trận này 4v5 chứ còn cái gì nữa. Rồi đi ở đó. Ủa sao làm choáng được kìa. Ủa sao làm choáng được nhở. Ngon thì vào đấy. Ngon thì vào đấy. Rồi đu đi. Mày đu đi. Mày đu đi. Ôi sao ơi nó đã. Ê trận này 4v5 đúng rồi đấy. Đẳng cấp 4v5 luôn các bạn ạ. Thể hiện đẳng cấp 4v5 luôn này. Ui nhà dưới kìa vãi. Trời ơi tàng Triệu Vân này các bạn này. Tàng Triệu Vân này mà AFK cái gì. Thằng Triệu Vân này giống như kiểu như là các bạn biết gì không. Là đưa nick. Là có người cho thằng nhỏ này mượn nick. Khả năng cao là nghỉ hè xong rồi cho mượn nick chơi game các bạn ạ. Thế là anh ta chơi rất là buồn cười nhá. Ô kìa. Ủa. Ui. Và ai trưởng thật. Nằm xuống là đen rồi. Đấy. Tôi xong rồi anh Vũ nằm luôn rồi. Hơi ẩu nhá. Phải là hơi ẩu ấy. Trời anh làm gì vậy. Bắn nó bạn. Từ bút anti cho mà đánh. Đó anti thêm phát nữa. Đúng rồi. Trận này tôi lo được. Trận này là đi chung này đấy. 45 được luôn nha. Thật. Mình nói thật là trận này 45 được luôn. Ôi tôi xong rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh Vũ tạt nước. Ui kìa nó còn tí máu kìa. Anh Vũ tạt nước. Anh Vũ xài chiêu tiếp. Ây da. Lui à không chơi nữa à. Ôi ê tính ra đam mình to quá. Chắc là mình bỏ. Mình không cần lên triệu băng con nhỉ. Mình lên full phép như là bình thường không. Ui tôi xong rồi anh Vũ nằm rồi. Cứu anh Vũ. Cứu anh đúng rồi em ơi. Cứu anh Vũ. Cứu anh Vũ. Cứu anh Vũ. Cứu anh Vũ. Cứt láo. Mày láo. Ô nó dí. Nó dí mình kìa. Nó dí mình kìa. Nó dí mình kìa. Nó dí mình kìa các bạn ơi. Ảnh dí mình kìa các bạn. Ô nó dí mình này. Nó bị điên rồi. Vãi nó chơi luôn kìa. Gì đó. Nó kìa. Ừ hay. Ê Bijan kìa. Bijan anti kìa. Bijan anti kìa. Tính ra trận này mà win sớm thì được. Trời ơi các bạn thấy không. Thằng Triệu Vân nó cứ làm cái gì ấy. Cái này là khả năng cao là một thằng nhỏ nào đấy nó đang chơi rồi các bạn ơi. Trời ơi à, không kịp tốc biến luôn kìa. Mình không kịp tốc biến các bạn ạ. Đen 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 đen. Thôi pha này coi như là đen nha. Pha này chấp nhận đen. 4v5 mà trận này mà win là hay đấy. Đánh thường mà 4v5 thế này cũng hay các bạn ạ. Bởi vì tay bạn đâu chơi dở đâu. Trời ơi vãi nồi. Ồ, khó rồi. Trời ơi. Sao bây giờ. Ôi trời ơi. Tôi thua rồi các bạn ơi. Ây da. Còn theo nát là làm được gì được không đấy. Thôi các bạn ơi. Thề đánh thường căng nhở. Tính là đánh thường mà tem bạn chơi cũng hay cơ. Tem bạn đâu phải chơi gì đâu. Mà tem mình thề luôn đâu Triệu Vân. Gặp ngay đứa con nít nó đang chơi game các bạn ạ. Nói chung là ông Triệu Vân ấy là đang đưa nick cho chắc là đưa đang đưa cho nick cho thằng nhỏ nó chơi các bạn ạ. Thế nên nó mới phá thế như thế các bạn ơi. Nên thôi thông cảm nhá. Ê chịu luôn đấy, đánh thương bất ổn vãi. Ôi giời MVP luôn mà. Được rồi các bạn ơi, và đó là một ngày leo rank của mình cùng với Butterfly Rocker siêu đẳng và Dolia Hoa Tiêu Đại Dương các bạn ạ. Với trang phục Dolia thì nó cũng rẻ, mình nhớ đâu đó là bỏ ra các bạn chỉ cần bỏ ra vài chục quân huy là mua được cái trang phục này rồi. Thì thế nên là hiệu ứng nó cũng không có gì gọi là mới đâu nhưng mà đẹp. Tính là ngoại hình ấy, các bạn nhìn cái cánh ngoại hình ấy, ngoại hình thì nó sẽ mới hơn so với cái trang phục mặc định. Thế nên là mình thấy là cũng ok.
Đó, còn với trang phục booster, uầy, phải mua. Mình không biết sao nhưng mình nói thật các bạn là bây giờ trang phục booster rocker siêu đẳng này khá là được. Mình lúc hồi mà mình nghĩ nó ra ấy là mình sợ nó khưng, nó không đẹp. Nhưng ai có rẻ các bạn thấy không? Đến cả biến về các thứ ấy, cái kiếm, mình cực kỳ thích cái kiếm các bạn ạ. Cái kiếm của trang phục này cực kỳ dài luôn. Thế nên bạn nào mà muốn mấy mẻ các thứ ấy thì các bạn có thể mua trang phục rocker siêu đẳng này nhá. Thế nên mình thấy 10 điểm. À đâu, ở đùa, 10 điểm luôn. Một cái trang phục bậc S như thế này là quá đỉnh các bạn ạ. Công nhận là đúng là đôi khi trang phục của cây nhà lá vườn vẫn là một cái gì đấy rất là xịn sò đúng không các bạn? Nhiều khi có mấy cái trang phục nhìn nó đơ, nó như nhựa, nhưng mà nhiều khi Liên Quân cũng làm ra một cái trang phục mà cực kỳ mượt đấy, như trang phục này chẳng hạn. Được rồi, thì mình cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nhá. Và đừng quên, nếu như thế này thì mình đó chính là một cái like và một cái đăng ký nhá các bạn ơi. Và hẹn các bạn ở những cái series tiếp theo của mình nhá.